Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy lợn nha các bạn. Ngày hôm nay là nói về tìm N để mỗi phép chi sau là phép chi hết, nha các bạn. Thì mình ví dụ bài A, ví dụ như 5 mũ 3 trừ 7 mũ, trừ 7 nhân x mũ 2 cộng x chia 3 x mũ N. Các bạn hãy tìm N để phép chi là phép chi hết. Thì các bạn nhớ đây là đa thức nè, đa thức. Còn đây là đơn thức nè, đơn thức khi các bạn chia bình thường, được chưa? Vậy sẽ bằng nè, sẽ bằng là 5 x mũ 3 chia cho 3 mẫu số chung tách thành mẫu số số riêng. Được chưa? Sau đó các bạn lại nhớ công thức A mũ N chia cho A mũ M chia hai lũy thừa cùng cơ số thì lấy mũ trừ. Được chưa? Lấy mũ trừ. Vậy là 5 phần 3 x mũ 3 trừ N trừ 7 x mũ 2 trừ N cộng 1 phần 3. Ở đây thiếu số 3 các bạn. X 1 trừ N. Thì do đề bài các bạn ghi để phép chia, để phép chia hết. Khi và chỉ khi. Thì để phép chia hết thì hàng này nó phải nhỏ hơn bằng 0. Được chưa? Và cái này cũng nhỏ hơn bằng 0. Này phải nhỏ hơn bằng 0. Ok chứ à? Nó phải nhỏ hơn bằng 0 hay là lớn hơn bằng 0 à? Các bạn suy nghĩ đi ạ. Nhỏ hơn bằng 0 hay lớn bằng 0 à? Nó phải lớn hơn bằng 0. Mình lấy ví dụ nè. Ví dụ như x mũ 3 chia x mũ 2 sẽ bằng là x mũ 1. X mũ 2 chia x mũ 2 sẽ bằng x mũ 0. X mũ 4 chia x mũ 2 sẽ bằng x mũ 2. Vậy là cái mũ này luôn luôn muốn chia hết thì cái mũ này phải luôn luôn lớn hơn bằng 0. Vậy 3 trừ N lớn hơn bằng 0. Và 2 trừ N lớn hơn bằng 0. 1 trừ N lớn hơn bằng 0. Từ đây mình giải ra mình sẽ có là N nhỏ hơn bằng 3. Nhớ chuyển vế đổi dấu. Vậy N nhỏ hơn bằng 2 và N nhỏ hơn bằng 1. Và nhớ ký hiệu và thì các bạn lấy phần chung. Nhỏ hơn bằng 3, nhỏ bằng 2, nhỏ bằng 1 thì nhỏ hơn bằng 2, nhỏ hơn bằng 2 mà N thuộc vào số tự nhiên thì N của mình thuộc vào 0, 1, 2, 3. Còn dưới là N thuộc vào 0, 1, 2. N của mình thuộc vào 0, 1. Rồi, do và là lấy phần chung. Ba thằng này có chung là mấy à? Đây là 0, 1 và N thuộc vào 0, 1. Và N là số 0 hoặc là số 1. Ok chưa à? Rồi, tương tự mình cho bài B. Các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới giúp lợi nha các bạn. Bài B thì mình cho như sau: 13 x mũ 4 y mũ 3 trừ 5 x mũ 3 y mũ 3 cộng 6 x bình y bình chia cho 5 x mũ n và y mũ n. Làm sao cho phép chia này là phép chia hết. Ok chưa à? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp đỡ để là khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.